Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel OV Dragon. Gohan là một nhân vật cực kỳ nổi bật trong Dragon. Anh là con trai của Son Goku, nhân vật chính của bộ truyện. Cho nên, Gohan được fan hâm mộ đặt nhiều niềm tin, hy vọng anh sẽ mạnh mẽ như cha mình. Và thật sự, Gohan sở hữu sức mạnh cực kỳ to lớn, tiềm năng của anh chàng là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, Gohan đã dần rời bỏ võ thuật, anh lui về sống như một người bình thường. Ấy thế mà trong movie mới nhất, Gohan vẫn thức tỉnh hình dạng mới, biến anh chàng trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Vậy thì có phải Gohan là nhân vật có tiềm năng to lớn nhất thế giới Bi Rồng hay không? Hôm nay anh em hãy cùng OV Dragon tìm hiểu về vấn đề này nhé. Và đây là tại sao Gohan là người có tiềm năng lớn nhất U7, phân tích Gohan Beast. Ngay từ khi còn nhỏ, Gohan đã bộc lộ tố chất phi thường của mình. Khi thấy số 16 bị Cell giết chết, cậu đã tức giận và bộc phát sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với Goku và Vegeta lúc bấy giờ. Đó là Super Saiyan 2 lên tới 8,4 tỷ điểm sức mạnh. Nhắc để anh em nhớ là, thời điểm này chưa ai trong số những người Saiyan mà chúng ta biết có được Super Saiyan 2. Với sức mạnh này, Gohan đã cho Super Cell biết thế nào là lễ hội. Tuy nhiên, càng lớn ta càng thấy rằng Gohan không còn mạnh mẽ như thuở nhỏ. Lý do vì anh bắt đầu sống như một người bình thường và bỏ bê luyện tập. Trong cuộc chiến với Buu, Gohan đã được ngài Cao xin thức tỉnh tiềm năng và có được trạng thái mới của riêng mình, Mystic Gohan với 70 tỷ điểm sức mạnh, vượt qua cả Super Buu 52 tỷ điểm và chỉ chịu thua khi hắn hấp thụ hợp thể Goten. Có điều khi Buu lần nữa bị đánh bại, anh chàng Gohan lại quay xe về sống ăn nhàn. Con trai Goku là kiểu người chỉ luyện tập và chiến đấu khi người thân, bạn bè hoặc trái đất gặp nguy hiểm. Gohan có xu hướng phụ thuộc vào cha mình và ông chú Vegeta. Nhất là khi hai người kia ngày càng trở nên mạnh mẽ, Gohan tin tưởng với sức mạnh của họ, không ai có thể gây hại cho trái đất nữa. Vì lẽ đó mà cậu bỏ hẳn luyện tập. Ở Ark Moro, khi Gohan bỏ kính xuống chiến đấu là vì Goku cùng Vegeta không có ở đó. Khi nhóm anh khỉ đến, anh khỉ đã nói với con trai mình, xin lỗi vì để con chiến đấu nha Gohan. Qua đó có thể thấy rằng cả Goku cũng không muốn con trai mình chiến đấu vất vả. Trong số tất cả, chỉ có Piccolo, sư phụ Gohan là hy vọng anh ấy tập luyện. Còn những người lớn như Goku hay Vegeta thường sẽ chủ động gánh vác mọi việc. Điều đó càng làm Gohan chán nản và không có động lực chiến đấu. Anh chỉ tập luyện khi cần, như lần đối đầu với Buu hay trước trận chiến đa vũ trụ. Tại sao một người ban đầu được giới thiệu là có tiềm năng lớn như Gohan càng ngày càng ao meta? Trong một buổi phỏng vấn, khi được MC Nozawa hỏi, tôi thấy Gohan và Goten rất giống cha mình và họ có những đặc điểm rất dễ thương, đặc biệt là Gohan có vẻ ghét chiến đấu, dù vậy vẫn tôn trọng đam mê của cha mình. Tác giả Toriyama trả lời, Gohan gặp phải rất nhiều khó khăn, anh ấy muốn trở thành một học giả nhưng vẫn phải chiến đấu. Trong khi tôi vẽ, tôi luôn nghĩ Gohan phải khác cha mình, vì vậy anh ấy ghét chiến đấu. Qua đó có thể thấy, chính tác giả đã nép sức mạnh của Gohan, hạn chế cho anh đất diễn vì sợ sẽ có một Goku thứ hai xuất hiện. Nếu có hai nhân vật quá giống nhau thì chắc chắn sẽ có một trong hai bị lu mờ. Toriyama Sensei muốn tạo ra một nhân vật hoàn toàn khác với nét tính cách ham chiến đấu của người Saiyan. Và thật sự Gohan là người Saiyan duy nhất ghét chiến đấu. Vậy thì rõ ràng là về sau tác giả cố tình làm Gohan lưu mờ. Thực chất ban đầu anh ấy rất tiềm năng. Việc làm này phần lớn là để tránh sự trùng lập như mình phân tích ở trên. Mặt khác, tác giả có thể dựa vào đặc điểm tính cách của Gohan để chuyển anh chàng theo một hướng phát triển hoàn toàn mới. Và rõ ràng, Gohan là Saiyan đầu tiên tập làm quen với việc chiến đấu đỉnh cao mà không dùng Super Saiyan. Cho đến hiện tại, các trạng thái mạnh nhất của Gohan đều không liên quan đến Super Saiyan nữa. Tiếp tục với vấn đề của Gohan, sau Ark Moro, khi mà Goku và Vegeta lại chiến thắng, có vẻ như Gohan càng bỏ bê luyện tập. Nếu không muốn nói là bỏ hẳn, trong movie gần đây chúng ta đã thấy Piccolo còn chấp nhận để Pan bị bắt cóc để thúc đẩy Gohan. Chứng tỏ Piccolo trước đó có thể đã khuyên hết lời với cậu học trò của mình nhưng bất thành. Dù vậy, trong movie này, Gohan đã bứt phá tiềm năng, thức tỉnh một trạng thái bá đạo khác, gọi là Gohan Beast. Khi chứng kiến người thầy luôn che chở mình bị đánh bầm dập bởi Cell Mark, Gohan đã không thể nhịn thêm và đột phá tiềm năng của mình. Tác giả đã thẳng thắn tuyên bố, Gohan Beast là trạng thái giúp Gohan xếp ngang với Goku Chu Chan Sting và Vegeta Uchago. Nghe thì thấy cũng bình thường, có gì đâu mà tiềm năng lớn nhất vũ trụ, vì Black Frieza còn hạ cánh khỉ và anh rau chỉ trong một đòn kia mà. Tuy nhiên, cần lưu ý là Goku phải tốn rất nhiều công sức mới luyện được Chu Chan Sting. Tính ra thì cũng nhờ fan may ở giải đấu sức mạnh, nhờ quả cầu Genki mà Goku bộc phát được tiềm năng nằm sâu bên trong. Sau này cậu còn được thiên sứ Whis hay lòng chỉ dạy, với Vegeta thì không có fan may như Goku. Đổi lại, hoàng tử Saiyan cũng được Beerus thông não vì Tryhard mới có được ngày hôm nay. Hai nhân vật này đều được các vị thần hàng đầu chỉ dạy. Trong khi đó, Frieza đã được dạng Black sau khi luyện tập thời gian dài, tính ra thì cũng 10 năm chứ chẳng chơi. Thế thì không quá khủng đâu, đúng là hân khỉ và giao thật vì hai người này có pro chỉ dạy, Frieza thì tự luyện tập. Nhưng không ai trong số ba người này sánh được với Gohan. Anh chàng bỏ luyện cực kỳ lâu mà chỉ sau một liều doping, tức giận là anh đạt luôn trạng thái sánh ngang bản năng vô cực hoàn thiện, thứ mà Goku rất vất vả để đạt đến. Thời gian tập luyện để lên được đẳng cấp đó là bằng không. Vậy nếu được tập luyện 10 năm như Frieza hay được các thần tối cao dạy dỗ như Goku và Vegeta, thì Gohan còn mạnh đến cỡ nào? Trong chat 93 mới nhất, Vegeta đã nói, nhờ vào việc luyện tập cường độ cao mà anh cùng Goku đã khiến cơ thể thuần túy đạt đến tối đa sức mạnh. Vậy thì Gohan chắc chắn chưa đạt được cơ thể mạnh nhất như cha chú, vì anh đâu có khổ luyện như họ.
One Piece là Form đạt được sau một cú sốc, trong lúc cơ thể không ở trạng thái sung nhất, thế mà Gohan vẫn đuổi kịp cha mình, đây rõ ràng là một tiềm năng cực kỳ khủng khiếp. Nếu so với Bri thì Gohan vẫn có cái gì đó nhỉnh hơn, tiềm năng của Bri rất lớn nhưng lại mất bình tĩnh, còn Gohan thì tỉnh hơn bất kỳ ai khác. Việc bình tĩnh cũng giúp xử lý các tình huống tốt hơn, ra đòn hiệu quả hơn. Trong Dragon Ball Super tập 30, manga chương 6, Vegeta từng nói, rõ ràng là Gohan có tiềm năng lớn hơn chúng ta. Sau đó, Goku cũng xác nhận điều này trong tập 78, rằng Gohan đang có một sức mạnh khủng khiếp tiềm tàng trong cơ thể. Trong Dragon Ball Man Choco Super, tạp chí Daizensu đã nói rằng, một nửa Saiyan là có ý thức chiến đấu vượt trội nhưng không thích chiến đấu. Ở chương 12 của Dragon Ball Z, Piccolo cũng nói rằng một nửa người thường sẽ biến mất khi Gohan trở nên điên cuồng. Nếu anh ấy khai thác điểm đó, anh ấy là người mạnh nhất. Tất cả những dẫn chứng trên cho thấy, Gohan là một chiến binh có tiềm năng lớn được mọi người công nhận. Vấn đề của anh ta là không thích chiến đấu, nên chưa bứt phá được tiềm năng, chưa khai thác được sức mạnh Saiyan và cũng chưa đạt đến thể trạng cơ thể tốt nhất do ít luyện tập. Vậy nếu Gohan khắc phục tất cả những điều trên thì anh ta sẽ còn mạnh hơn nữa. Gohan biết chỉ là bước dạo đầu, về sau bản chất ham chiến đấu của Gohan sẽ trỗi dậy. Trong light novel của Suisa Mirai Bunko có miêu tả về movie mới nhất như sau. Gohan, anh ta nhận ra Cellmark đang tạo ra một quả cầu khổng lồ. Quả cầu đó đang to lớn hơn trước mắt anh ta, nó bao phủ toàn bộ mặt đất, tạo ra lốc xoáy khổng lồ, các mảnh vỡ bị hút lên. Nhưng Gohan không hề bối rối, anh còn nở nụ cười vui vẻ. Điều này có lẽ do bản năng ham muốn chiến đấu của người Saiyan. Lời miêu tả này ngầm chứng minh Gohan từ nay đã thức tỉnh máu chiến trong người, đặc biệt trong phân cảnh Gohan đối mặt với Cellmark, anh đã nở một nụ cười trông rất tà ác. Goku, Vegeta hay thậm chí là điên cuồng như Buri cũng không có một nụ cười đáng sợ như thế. Điều này sẽ khiến anh ta mạnh hơn trong tương lai, khi mà dòng máu Saiyan đã trỗi dậy, và nó còn cho thấy sự khao khát chiến đấu mãnh liệt hơn cả Goku hay Vegeta. Hơn hết, Gohan đã chứng kiến những điều tồi tệ có thể xảy ra nếu Goku và Vegeta không ở trái đất. Những chiến binh như Krillin, Quy Lão, Tien, Yamcha hay thậm chí là các Android và Piccolo cũng không đủ sức bảo vệ trái đất nữa. Các kẻ xấu mà họ đối mặt ngày càng mạnh mẽ, vượt qua phạm vi của trái đất, đó rõ ràng là những phản diện cấp vũ trụ. Đây sẽ là nguồn động lực to lớn để Gohan quay lại rèn luyện bản thân. Nếu anh nghiêm túc tập luyện, thì có thể sẽ sớm trở thành một đối trọng có thể cản bước Black Frieza. Nếu Goku theo học thiên sứ, Vegeta học hỏi thần hủy diệt, Piccolo là một người thầy tài giỏi đối với Gohan, nhưng cũng có giới hạn nhất định. Gohan sẽ cần một vị thần nữa chỉ dạy, như lần được vị thần Cao Xin chỉ dạy và khai mở tiềm năng. Lúc này, Gohan sẽ trở thành chiến binh thuộc top đầu, cạnh tranh trực tiếp với Black Frieza chứ chẳng đùa. Hơn hết, còn một nguyên do nữa sẽ thúc đẩy Gohan luyện tập, đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Frieza. Tên này vừa cho Goku và Vegeta biết thế nào là lễ hội, hắn sẽ sớm trở lại với âm mưu lợi hại hơn xưa rất nhiều. Trong arc Krala, cả tiên tri đã tiên đoán về kẻ mạnh nhất vũ trụ, ai cũng tưởng đó là Krala. Sau khi Gas xuất hiện thì lại tưởng là Gas, nhưng rõ ràng ở cuối arc, Frieza đã chứng minh hắn mới là kẻ mạnh nhất. Gohan sau vụ với Cellmark sẽ bắt đầu luyện tập, còn Frieza sẽ sớm bộc lộ kế hoạch của mình, cuộc chiến giữa họ là không thể tránh khỏi. Tất nhiên, Gohan Beast ở hiện tại là chưa đủ để chiến với Black Frieza, nhưng một khi đã quyết tâm, anh có thể luyện tập để tối ưu hơn. Trong chap 93, Vegeta cũng nói về việc năng lượng dư thừa, đó có thể là do phong cách chiến đấu có phần điên cuồng của tộc Saiyan. Gohan thì ngược lại, do có dòng máu lai nên anh khá điềm tĩnh, điều này có thể khắc phục yếu điểm mà Vegeta vừa đề cập. Tinh thần là một thứ cực kỳ quan trọng trong chiến đấu, và không phải tự nhiên Vegeta lại đề cập điều này trong chính arc dành riêng cho Gohan và Piccolo. Đây là hai chiến binh bậc nhất tìm Z, Piccolo cũng thường ngồi thiền hơn là đánh đấm loạn xạ như khỉ và anh rau. Gohan cũng được thầy mình dạy điều tương tự. Nói mới thấy, con trai Goku không chỉ có tiềm năng to lớn, mà anh còn được chỉ đúng hướng. Nếu không phải bỏ bê luyện tập, thì giờ đây Gohan đã vượt qua cả cha mình. Sớm muộn, Frieza cũng trở lại với một âm mưu to lớn. Với đẳng cấp hiện tại, có thể mục tiêu của hắn là thống trị cả vũ trụ, hoặc chỉ ít là thay thế vị trí của một vị thần quyền lực nào đó chứ chẳng đùa. Trong các diễn biến gần đây trên manga, chúng ta còn có một con quái vật khác là Bori. Tính sơ sơ thì có 4 Saiyan cực mạnh ở đây và họ đều có mục tiêu vượt qua Black Frieza. Tất nhiên các Saiyan thường tranh nhau xem ai lên trước, chỉ khi đánh không lại thì họ mới hội đồng. Nên có thể ta sẽ được thấy lần lượt Goku, Vegeta, Bori và Gohan chiến đấu với Black Frieza. Thậm chí nhiều đồn đoán cho rằng Cooler cũng sẽ được tác giả đưa vào câu chuyện hiện tại. Đây sẽ là một phần thú vị với sự tham chiến của toàn bộ những kẻ mạnh nhất vũ trụ 7 trong thời gian sớm nhất. Anh em nghĩ sao về phần chuyện này? Hãy comment bên dưới nha. Và đó là những nhận định của bọn mình về Gohan, người có tiềm năng lớn nhất vũ trụ 7. Như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình có một suất bán tranh Dragon Ball và nhiều anime manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu decor phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay ở fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi một phần mô tả. Video tới đây là hết rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên bỏ lại một like cũng như một lượt đăng ký để giúp kênh càng ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.